好，我现在人在沐月中山北店啊。今天很特别，我们邀请了30位越南的留学生来跟我们一起欢聚。我有邀请差不多10位的贵宾，是他们的前辈啊，来跟大家交流分享啊。希望他们透过这场活动，也可以跟前辈有一些交流，让他们在台湾也有很好的发展。Năm vừa qua, do dịch Covid, mình nhiều du học sinh không thể về quê đón Tết cùng gia đình. Vì vậy, chúng mình đã quyết định tổ chức một buổi tiệc tân niên cho các bạn du học sinh đang sinh sống và học tập ở nhiều nơi trên toàn Đài Loan. Để mọi người có thể lĩnh hội và trau dồi nhiều hơn nữa, mình đã mời các anh chị là người Việt thành công hoặc có kinh nghiệm lâu năm ở Đài Loan đến giao lưu và đưa ra những kinh nghiệm cho các bạn sinh viên.然后最后把肉放在中间，那香菜、九层塔都有，都可以。那等一下就是把它卷起来，直接配鱼露吃就可以了。哦，好，谢谢您。我直接用手。每次拍吃的我都有一点害羞，因为吃的没有很优雅。那我可以跟美丽的主持人拍照啊！我们家都说他播放会一直看你。啊，谢谢。这是麋鹿鸡，这是越南。它是这边的话是这样，糯米包鸡。我们把它剪开。感觉中文的名字比较好听哎。因为越南语的名字就是那个那只鸡没有路可以逃。对，鸡毛毛。对。越南语是噶空罗伊托。呀，就是鸡嘛，空是布，罗伊托就是逃生路。这个摆盘下来也还不错。弟弟说那个这道菜南部比较多了，然后通常都是宴客的时候才会有，然后可是比较大只，然后在越南的鸡他们通常就只有水煮而已，那这边的话他们用烤的，加一些香料进来会比较香，味道比较香。Bây giờ là phần các khách mời giới thiệu về bản thân. Nếu định hướng tương lai gần giống với sự phát triển của các khách mời đi trước, các bạn sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với các anh chị ngay trong buổi gặp mặt. Hi, my name is Hương. I am 24 years old and I'm MBA at Zhongyuan University. Well, today I'm really happy because I have a chance to meet like new friends. 大家好，我是冯世新，我19岁，现在在台湾是1年多了，在大江大学华语中心学中文。台湾的本地人呢，很善良的。大家好，我是裴玉吉元，我今年20岁了，我在念大一，在这里科技大学，我来台湾大概4个多月了。目前为止在台湾感觉怎么样？我觉得台湾很好，台湾人很友善。我是冯金冉，在交通大学念博士生，开课都是用英文的，但是我来台�湾现在是3年多了，所以可以讲一点点中文。我是阮淑仪，我在世新大学大一的，但是我在台湾已经5年了。我现在比较想越南，就会想家。OK。你好。我中文不好。Hello。妹妹的老公一起买。tham gia vào chương trình của chị Hằng TV. cảm ơn chị Hằng rất là nhiều đã tổ chức ra chương trình gặp mặt mọi người rất là vui. Hoàn khai xin. Xin chào.
我是成中，然后我现在是正大经济系大四，然后我快毕业了。我很喜欢台湾。Oh. Oh, thank you. Oh, thank you. Okay, hello everyone, my name is Happy and I'm here for taking the master degree in here. Actually, I really, really love Taiwan because Taiwan treats me so well and thank you for everything in Taiwan. Thank you. 大家好，我是方思秋方，在台湾大概两年多，快三年。对，目前为止感觉怎么样？感觉台湾还蛮好的。大家好，我是舒欣，我现在是大一学生，现在在就读动物大学。新年祝大家新年快乐，万事如意，谢谢。谢谢。大家好，我是柯景腾，我是一年学生在远志大学。I used to be a police officer in Vietnam. Yeah, because I got a scholarship in Taiwan and I like traveling, so I quit my job and I come to Taiwan. 大家好，我是何中厚，我来自越南，我今年24岁，目前就读于丹江大学国际企业管理。今年很开心能够来这里参加Hang TV 举办的一个活动。那接着新年，祝大家新年快乐，平平安安，牛气冲天。Phản hồi về sự kiện ngày hôm nay khá tích cực, cũng xin gửi lời tri ân tới nhà hàng Mu Việt đã hỗ trợ chúng mình tổ chức sự kiện này. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để kết nối mối quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan. Nếu bạn có góp ý hay sáng kiến gì, vui lòng liên hệ với chúng mình nhé. 3, 2, 1, chúc mừng năm mới!